trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, Bộ Công Thương phối hợp với Ban Thư ký APEC tổ chức Hội nghị quan hệ đối tác công tư nhằm phát triển năng lượng gió tại Việt Nam. Tại hội thảo, các đại biểu trong khối APEC đã thảo luận về việc đảm bảo ổn định, an ninh năng lượng, việc triển khai những chương trình hợp tác chung và dài hạn nhằm giải quyết các thách thức về năng lượng trong khu vực. Đặc biệt là việc áp dụng khoa học công nghệ phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, trong đó là năng lượng mặt trời, năng lượng sinh khối, chú trọng phát triển năng lượng gió. Kết thúc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú khẳng định, Bộ Công Thương Việt Nam sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy mạnh nâng cao nhận thức phát triển năng lượng gió thông qua quan hệ đối tác công tư, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ cho phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam, tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các thành viên APEC trong quá trình triển khai phát triển năng lượng gió, v.v.